Rồi các anh chị có cái vấn đề gì mọi người sau khi mọi người nghe xong mọi người hãy comment nhé. Dạ. Tại vì là cái mạng nhà mình này các bạn biết rằng hiện nay thì cái cái cáp quang đang bị đứt ấy, đâm ra là cái mạng rất là yếu. Đấy. thế là mong anh chị thông cảm. Nếu mà có cái vấn đề thì anh chị báo luôn. Dạ. Thì tôi sẽ ghi lại ra. Rồi ok, rất là cảm ơn các anh chị. Rồi thì các anh chị biết rằng là để tôi tắt đi đã. À, mọi người cứ duy trì phần chat nhé nếu có vấn đề thì không thì mọi người sẽ sẽ gõ chat để tôi nắm được ngay nhé nếu vấn đề nhé ok thì rất là cảm ơn anh chị đã tham gia cái buổi uh, gọi là đầu tư bất động sản đúng không ạ tôi sẽ, uh, bản thân tôi là cái trần minh bất động sản thì sẽ chia sẻ về cái kinh nghiệm trải nghiệm uh, liên quan đến đầu tư bất động sản đúng không ạ và nó là cái kinh nghiệm và trải nghiệm cá nhân thôi như vậy có đúng hay còn thiếu sót rất mong anh chị bỏ qua à, bản thân tôi thì cũng đã đầu tư bất sản ở nhiều khu vực thì đâm ra là và cũng chủ yếu là khoảng năm sáu bảy mươi mà liên quan đến đất nền đó anh chị nào đã follow tôi nhiều thời gian rồi thì vì tôi không phải là ngôi sao mới nổi đúng không ạ đã làm bất động sản nhiều năm đã chia sẻ nhiều năm có những cái đúng và cũng có những cái sai thì là rất là cảm ơn anh chị đã luôn ủng hộ và đồng hành và khi tôi thông báo các anh chị biết rằng là anh chị đã vào bất chút thời gian buổi tối rất là quý giá thì vào nghe thì hy vọng rằng là sau cái buổi ngày hôm nay anh chị mà nghe sau anh chị mà cảm thấy nó có gọi là anh chị mà học được cái gì đó thì anh chị có thể review lại trên nhóm cái video này up lên cũng sẽ up lên cho mọi người trong nhóm xem thôi đúng không ạ? còn anh chị nào cảm thấy không nó không phù hợp đúng không ạ? không phù hợp phong cách rồi là cách nói chuyện thì là con người rồi là cách truyền đạt vân vân thì anh chị vui lòng ao khỏi nhóm đúng không ạ? đấy còn toàn bộ là trong cái chuỗi nếu mà cái buổi ngày hôm nay mà các anh chị là cảm thấy ok đúng không ạ? thì chúng ta sẽ tiếp tục các buổi sau đúng không ạ? hoặc là anh chị mà cảm thấy mà cần phải điều chỉnh cái gì thì anh chị cũng review lại đúng không ạ? sau khi anh chị nghe xong anh chị review lại và anh chị cho cái nhận xét để tôi cũng biết tôi điều chỉnh hoặc là tôi tiếp tục hay không Đúng không ạ? Và nếu mà nó ok thì tôi sẽ làm thường xuyên hàng tuần luôn Và hàng tuần thì sẽ mời à, những cái người mà gọi là thực tế à, Có ở từng cái địa phương một à, Chia sẻ à, cái thông tin bất động sản cho anh chị lắm được Để các anh chị biết rằng thông tin bất động sản này ngày càng minh bạch hơn rồi Thì trong cái buổi ngày đầu tiên, trong cái buổi hôm nay là buổi đầu tiên hôm nay Đó, thì là cái buổi mà à, Đúng không? Khi mà các anh chị đầu tư bất động sản Thì anh chị cứ hay nói về việc là quan tâm về lợi nhuận Đúng không ạ? Rồi lãi bao nhiêu lời bao nhiêu nhưng mà thực tế thì các bạn biết là sau khi mà người ta có hai cái câu nói rằng là gì là sau khi mà nước rút thì biết ai tụt quần đúng không ạ? Thì anh chị biết rằng lúc này ai tụt quần, ai không còn quần để mặc thì rất là rõ rồi. Rất nhiều người, rất rất thật sự, chỉ là hàng ngày thì tôi nhận được rất nhiều các cái tin nhắn. Có hôm thì một người, có hôm thì hai ba người nhắn tin, nói rằng, chia sẻ rằng là liên quan việc bán bộ sản, nhờ bán bộ sản. Rồi có những người mua, mua đất, mua cát còn trời, hôm nay còn chưa có sổ đúng không ạ rồi là có những người mua cái nhà xong vất đấy không bỏ hoang đó, vân 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 đúng không ạ thì tất tần tật nó đều là cái mà chúng ta thấy rằng là gì đấy là chính là những cái rủi ro bất sản như vậy là trước khi mà chúng ta quan tâm về lợi nhuận khi mà chúng ta quan tâm về đầu tư bất sản khi chúng ta mua bất sản thì chúng ta cái việc chúng ta phải hiểu chúng ta phải nghĩ là việc ngoài cái việc lợi nhuận ra thì chúng ta phải nghĩ phải hiểu đó là cả có cái rủi ro nữa đúng không ạ thì những cái thì à, việc mua và đầu tư bất sản ở việt nam thì nó có những cái rủi ro như thế nào thì trong cái buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm à, chi tiết thì đây cũng là cái trải nghiệm thôi thì hy vọng rằng là những anh chị mà đã gặp rủi ro rồi hoặc là bạn bè hoặc là có người thân được gặp rủi ro thì anh chị chia sẻ thêm thì chúng ta cũng có nhiều case study đúng không chúng ta có nhiều câu chuyện để làm sao đó chúng ta cùng nhau tránh à, gặp những rủi ro như vậy à, chắc anh chị à, mọi người ok nhận anh chị ok anh chị gõ một cái nhỉ hoặc là ok cái cho nó tinh thần cái nhỉ phần mở đầu thế ok chưa dạ rồi anh chị biết rằng là cái rủi ro lớn nhất trong mấy năm up vừa qua ấy, đó là sinh ra một cái thế hệ đó là ham muốn làm giàu nhanh, Đấy, giờ mở mồm ra là phải giàu nhanh chứ không ai muốn làm giàu chậm cả. À, nhưng anh chị cứ nghĩ thực tế mà xem tất cả những người giàu có ở trong cái đất nước này, ở trong cái xã hội này không chỉ ở Việt Nam mà trên cả thế giới thì đều họ đều là gì ạ? Họ đều phải làm giàu chậm đúng không ạ? Họ đều phải làm có một cái nghề họ đều phải là có một cái sự sẵn sàng sáng tạo họ đều phải chăm chỉ họ đều phải làm đi làm lại nhiều lắm đúng không ạ chứ không có ai gọi là làm giàu nhanh cả và những người làm giàu nhanh là những người mà cũng rất là dễ bay lẩy sản đúng không ạ thì quay trở lại với câu chuyện là đầu tư bất sản thì anh chị thấy rằng ở đây là cái slide đầu tiên đó đây mọi người đi. thì đây chính là cái một cái rất đơn giản để anh chị có thể sờt trên sợt sợt cái thời điểm này là cái thời điểm tuyệt vời để anh em mình anh chị em mình ngồi với nhau thì mọi người có thể sợt ngay cái rủi ro khi đầu tư bất sản trên Google đây trên mạng đây mọi người thấy không ạ à, mọi người có thắc mắc là tại sao có những người những người mà đã bỏ tiền ra mua bất sản đúng không ạ thì là những người mà có nhiều tiền tại vì mua một cái căn nhà hay một căn hộ hay là một cái mảnh đất hay một cái căn condo theo thì đều phải bỏ tiền trăm triệu thậm chí tiền tỷ thậm chí là nhiều tỷ đúng không ạ nhưng mà tại sao lại có những người mà họ giỏi đúng không ạ họ có kiếm một tiền là họ giỏi nhưng mà tại sao họ vẫn phải căng băng rôn đúng không ạ họ vẫn phải đi biểu tình các bạn biết rằng là rất rất nhiều chủ tư từ những chủ tư lớn đấy, từ đến các chủ tư nhỏ đúng không ạ kể cả những dòng bất động sản thấp nhất như đất nền hay đến dòng sản phẩm gọi là uh, cao nhất như là nghỉ dưỡng thì vẫn có vẫn có đúng không ạ vẫn có những biểu những cái, những cái 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 gọi là đi biểu tình như này tức là phản đối như này đúng không ạ thì tất tần tật anh chị để sớt thêm thì cái thời điểm này cái thời điểm tốt nhất để các anh chị sớt về những cái rủi ro thì chúng ta thể nhận ra thấy ngay là những cái rủi ro À, tôi sẽ lên đây Thì mọi người thấy rằng là thì rất nhiều các rủi ro Rất nhiều các bài học Đa phần là liên quan Và tất hầu hết các rủi ro là liên quan pháp lý Thì đây là những em à, Có 8 cái rủi ro thường gặp Đó Cái anh chị thấy rằng là đây Có những cái rủi ro về pháp lý Là cái rủi ro mà cãi nhau nhiều nhất Đúng không ạ Hầu hết những cái tranh chấp Những cái kiện tụng Rồi là những cái gọi là khóc là Ra tiếng mán Đều là những cái rủi ro Hầu hết là đều là rủi ro về gì Về pháp lý đó rồi là rủi ro về không tăng giá đúng không ạ thường thì với những cái người mà đầu tư bất sản có một cái tâm lý đó là gì đó là là không mua vất đấy đúng không ạ thì sẽ không không có nghĩ về vấn đề này và hai là rủi ro cái thứ ba là cái rủi ro về không nhận được nhà anh chị thấy rằng có những người mua nhà rất nhiều năm không có nhận được nhà luôn và không nhận được đất đúng không ạ rồi rủi ro về chủ đầu tư các anh chị thấy rằng là gì đợt vừa rồi là rất nhiều những cái quan chức rồi những cái chủ đầu tư nhỏ lẻ bị bắt đúng không ạ vì liên quan là gì họ làm những cái dự án ấy làm làm dự án mà sau đó thì họ không có năng lực và làm và họ cái dự án họ không phát triển tiếp tiếp thì khi mà chủ tư gặp vấn đề các bạn biết rằng thị trường động sản là cái thị trường mà nó rất là nhiều tiền đâm ra các chủ tư cũng không tức tiền để bia truyền thông và rất nhiều người bị uh, nhầm bị uh, sai Đấy, về cái việc là chọn lựa chọn chủ tư đúng không ạ thế nên là cũng có rủi ro về chủ tư nữa rồi rủi ro về thị trường các bạn biết rằng hiện nay là hiện nay là rủi ro về thị trường này đúng không ạ rủi ro về suy thoái kinh tế khi mà suy thoái kinh tế thì kể những người mà mạnh nhất ví dụ như con gấu cũng đều bị ngủ đông đúng không ạ thì nhiều người lại không nắm được cái vị thị trường rồi là rủi ro về tài chính Đó. nhiều người dẫn thời điểm sau khi mà nhiều người gặp phải rủi ro về thị trường đu đỉnh này rồi là à, mua không đúng thời điểm vân vân thì lại gặp những cái rủi ro về tài chính ví dụ mua quá tay hay vay lợ quá tay đúng không ạ rồi rủi ro về thời gian đầu tư đúng không ạ rồi cái thứ tám là cái thứ sau thì mọi người biết rằng ở đây là những cái rủi ro thường gặp các anh chị thấy đúng không ạ À, mọi người biết rằng là cái cấp thấp nhất nhưng lại là cái cấp gọi là một cái cách rất đơn giản để không có rủi ro pháp lý. À, thì mình sẽ chia sẻ phần sau nhưng mà đa phần hiện nay đến 70 đến 80% là người ta cãi nhau, người ta chửi nhau, người ta kiện tụng nhau, người ta tranh giành nhau, người ta đi băng rơi căng rơi bảo hiệu là liên quan pháp lý đấy ạ. Đúng không ạ? Mọi người cứ gõ nhá dạ. Mọi người có vấn đề mọi người cứ cho. Thì đầu tiên ấy là cái sản phẩm chúng ta thấy rằng là gì là đầu tiên chúng ta sẽ rủi ro về đất nền thì các anh chị thấy cái hình ảnh là đi ốc ai lừa đảo đúng không ạ thì đây cũng là một trong những cái gọi là upsen trong 15 năm vừa qua trong thời điểm vừa qua trong mấy năm vừa qua thì đây là cái vụ mà gọi là nổi tiếng nhất đúng không ạ nhiều người mua đất nhiều người đầu tư đất thì thấy rằng là gì là rủi ro về đất nền phổ biến nhất là không có sổ không có đất rồi mua đất vào quy hoạch Đấy, rồi là những cái lừa đảo liên quan hợp đồng đặt cọc rồi là mua đặc biệt là có nhiều người thì đu đỉnh đúng không ạ đất nền thì các anh chị bếp tôi chỉ nói là chung là đất nền thì một lát nữa chúng ta phân ra đất nền cũng rất nhiều loại đất khác nhau đúng không ạ? À, rồi đất tranh chấp rồi là mua vào cái đất tranh chấp đúng không ạ? thì cơ bản phổ biến thì hay nhiều người là sẽ bị uh, rất nhiều người vừa rồi có một cái số cái gọi tranh uh, tranh uh, tranh luận rồi là cãi nhau ở trên tiktok là liên quan mua đất quy hoạch này rồi là sở hữu chung này đúng không ạ? À, nhưng mà cơ bản nhất ấy là không có sổ, à, không có sổ không chuyển đổi được hoặc vào quy hoạch đấy là cái ba cái loại rủi ro nhất đúng không? đúng không anh chị thì đây là những rủi ro mà chúng ta cần phải hiểu thì một lát nữa chúng ta sẽ làm thế nào để mà tránh cái rủi ro này chúng ta nói phần sau thì cái vụ tiêu biểu nhất nó là chính là cái điếc a ba và bản thân cái trang chỉ ra gì là điếc a ba thì uh, nhiều người là cao người nhiều người là coi như đấy là đầu tư tài chính nhiều hơn là đầu tư bộ sản tại vì sao vì đa phần là tin vào lợi nhuận để đầu tư chứ không phải là tin vào mảnh đất đúng không ạ tin vào cái về lợi nhuận tức là được cam kết trả lãi uh, và thậm chí là nhiều người mua không biết đất ở đâu không đi xem đất hoặc là không quá quan tâm về đất đúng không ạ mà người ta chủ yếu là quan tâm về gì? Về lợi nhuận, về cái cái sự tin tưởng của cái người tư vấn, đúng không ạ? Rồi, rủi ro về cô lô theo về tự biển. À, các anh chị thấy rằng là đất nền thì nó có cái đặc tính riêng, có một cái mục tiêu riêng. À, thì chúng ta sẽ phân tích phần sau. Cái thứ hai là rủi ro về cô lô theo về tự biển. Đây là cái dòng sản phẩm dành cho người siêu giàu, dành cho người mà muốn hưởng thụ nghỉ dưỡng. À, nhưng mà bây giờ các anh chị thấy rằng là gì? Là sau một cái thời gian năm từ à, 23, 24, 25 đặc biệt là hai năm hai mươi sáu cái giai đoạn là bùng nổ của bất động sản nghỉ dưỡng à, cô bị tự biển như hầu như các chủ tư nào cũng làm và đến bây giờ anh chị thấy rằng là gì đấy đây là một cái sản phẩm mới trong cái chu kỳ vừa rồi à, các bạn anh chị, anh chị, biết rằng là gì là những cái sản phẩm này thì hầu hết chúng ta đều chưa có trải nghiệm vì thì đây là sản phẩm đầu tiên lần đầu tiên đến việt nam nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng là gì là những cái sản phẩm mới được quảng cáo hoành tráng của những chủ tư uy tín thì lại là những cái game tài chính đấy, lại là những cái game tài chính chứ không phải là bán bất động sản tại vì những cái người thực sự mua cô theo vị biển lại không phải là người gì ạ sở hữu bất động sản đấy mà đa phần là để gì ạ gọi là gì ạ là lấy cái lợi nhuận đúng không ạ Đó. thế nên là bây giờ rất nhiều người cũng kiện cáo loạn hết xí bỏ hết cả lên Đó. kiện cáo loạn hết xí bỏ hết cả lên và rồi là đến quan cam kết đúng không ạ đa phần người ta mua vì người ta cũng vì lợi nhuận đúng chứ không phải là vì cái bất động sản không phải vì cái cô theo đấy vì biệt biển đấy đúng không ạ rồi thì thấy rằng là gì là những cái bài học rất là đau rất là đau từ những chủ tư lớn và ở đây thì tôi có điển hình một cái đó là coco bay mà có Ronaldo quảng cáo với một cái người siêu giàu tức là có cái tài sản vài trăm tỷ mà vẫn bị toang đít như bình thường như vậy các anh chị phải hiểu rằng ấy, là người giàu chưa chắc đã có tri thức trong cái lĩnh vực bất động sản họ có thể rất giỏi lĩnh vực khác nhưng trong bất động sản thì chưa chắc thì như vậy anh chưa thể hiểu rằng là gì là ai cũng có thể gặp rủi ro khi mua bán đầu tư bất động sản kể cả anh chị có người là chủ doanh nghiệp kể cả anh chị có người là người rất rất giàu có đúng không ạ Đấy. cái tiếp theo đó là nhiều nữa đó là rủi ro khi đầu tư các căn hộ chung cư đúng không ạ à, thì anh chị thấy rằng là gì là các căn hộ chung cư thì nó có vô vàn tôi thì nói ở chung cư thì đa phần là người ta sẽ mua về gọn để ở nhiều hơn là đầu tư đó. Nhưng mà nó cũng có rất là nhiều cái đúng không ạ? Anh chỉ để search ra ngay đó là đa phần là không có sổ đỏ. Tại vì các bạn biết rằng là gì là chung cư thì bán số lượng rất là lớn. Thế nên là gì là thường là phải xây xong rồi là phải về ở xong một thời gian thì chủ tư hoàn công đáp ứng đầy đủ các cái tiêu chuẩn của bộ xây dựng hoặc là của nhà nước thì đó mới được cấp sổ đỏ nhưng mà rất nhiều các chủ tư là gì là chỉ có năng lực bán xây và bán và hết sau đó thì không làm được sổ đỏ và rất nhiều các chủ tư, rất nhiều à, các bạn có thể thấy ở Hà ví dụ nó có cái khu của Linh Đàm đấy rất nhiều chung cư hàng nghìn căn chung cư hiện nay vẫn, vẫn chưa sổ đỏ sau mà khi mà ở đông rồi mà vẫn chưa sổ đỏ đúng không ạ rồi là rủi ro khi đầu tư chung cư các bạn biết rằng là ở Việt Nam mình ấy thì đã các cái chủ tư đa phần là tận dụng vốn của người mua nhà tức là ngoài các cái vốn các cái chủ tư ngoài việc vốn từ trái phiếu từ cổ phiếu từ vay ngân hàng thì có một cái nguồn vốn rất quan trọng của các chủ tư đó là cái nguồn vốn của những cái người mà xem mua nhà trên ảnh mua nhà qua sale mua nhà qua gallery, đúng không ạ đấy, và mua cho tức là gì là mình vừa đầu tư cho chủ tư để làm cái nhà sau đó mình nhận cái nhà mình thất bại mình đi cầu xin nó đúng không ạ mọi người thấy có, có cái cuộc đời nó, nó có buồn cười không đúng không ạ đấy, cuộc đời đó đôi khi nó rất rất là buồn cười nó là chỗ đấy ok đúng không ạ tiếp theo nhưng à, các anh chị thấy rằng là cái số lượng người mua bất sản rất là nhiều tôi nói ví dụ như này đó là những cái thống kê mà đỉnh của năm 2020 2021 ấy, một năm nó bán người ta bán cả triệu hàng mảnh đất nền rồi là một năm cũng giao dịch cả hàng trăm ngàn căn chung cư nhưng mà cái số lượng uh, dự án đi kiện thì không phải có nhiều nhưng mà có một cái rủi ro nhiều nhất gặp phải mà tôi, tôi nói đến 70 đến 80 đó là những cái người gì ạ là mua để đó kiểu gì cũng tăng hoặc là những cái người mà mua về du đỉnh ta vì họ các bạn biết rằng là gì là có một cái loại người đó là gì là họ dành rất nhiều thời gian đi làm kiếm tiền nhưng mua bất động sản này để đấy tức là không tận dụng không tối ưu được cái gì ạ cái tăng giá thị trường bất động sản không tận dụng tối ưu được cái chu kỳ thị trường bất động sản không tận dụng tối ưu được cái gì ạ à, cái để làm sao mình nhân ghi vốn mình nhanh nhất đúng không ạ thì đấy rất là rất là đáng tiếc và hầu hết mọi người mua vì như vậy à, hầu hết rất nhiều người mua bị như vậy còn cái phần mà kiện cáo liên quan đến chung cư liên quan đến đất nền thì nó một phần số nhỏ thôi nếu mà trên tổng cái số lượng bán thì các anh chị thấy là gì là chúng ta có rất nhiều bài học rồi thì hy vọng rằng là gì là các anh chị có thể có thời gian sớt lại những cái bài học của những trường hợp lừa đảo đấy, của những cái chủ tư lừa đảo và bằng các cái cái chiêu trò lặp lại đi lặp lại nhiều năm rồi thì anh chị có thể bớt được uh, cái rủi ro khi anh chị đầu tư vào mua bán động sản đấy, thì nhưng mà có một cái rủi ro là anh chị nhớ đây là cái rủi ro số 8 này lên cái rủi ro nhiều nhất này nó là không tận dụng được đặc biệt với những người đầu tư bất sản thì không tận dụng để tăng vốn của mình được Chắc là mang lại lợi nhuận cao hơn đúng không ạ Thì nó có một cái câu như này mà tôi muốn chia sẻ các anh chị Đây chính là cái điều mà hối tiếc nhất Đó là gì là có những người dành cả thanh xuân để kiếm tiền Nhưng khi quyết định mua bất động sản lại dành rất ít thời gian Đúng không ạ? Thì đây chính là dẫn đến cái rủi ro đấy Đúng không ạ? Đấy là có những người họ đi làm 5 năm, 10 năm Có những người đi làm 20 năm Có những người đi làm thậm chí là lửa đời người Khi mà mua bất động sản Trong khi đó thì cái quyết định mua rất là dễ dàng đúng không ạ được nghe phát tờ rơi rồi được đi sự kiện rồi được uh, môi giới mời chào rồi được nhiệt tình quá rồi mua cà lẻ vân vân và vân vân cuối cùng là gì là toang đít đúng không ạ cuối cùng là gì là những cái người đấy là những người rủi ro nhất đúng không ạ thì các anh chị nhớ cái câu này là cái câu mà tôi nghĩ rất là hay đó là dành cả thanh xuân để đi kiếm tiền nhưng khi quyết định mua hộ sản thì lại dành ít thời gian và các anh chị biết rồi cuộc đời nó là như thế đúng không ạ khi mà chúng ta đầu tư một cái sản phẩm à, một khi chúng ta xuống à, xuống một cái sản phẩm giá trị lớn rất nhiều tiền À, cái số tiền đấy đã rất vất vả để kiếm được thì chúng ta hãy dành cái thời gian tương xứng với cái số tiền đấy với cái tài sản đấy đúng không ạ các anh chị biết rằng là bất động sản thì không thể sáng mua chiều bán được không thể năm nay đầu năm mua cuối năm bán được rất là ít trừ khi sốt lóng đúng không ạ nhưng mà rất là rủi ro thế nên là gì là khi mà mua cái bất động sản sai mua cái nhà sai nó rất là mệt mỏi nó rất là vất vả đúng không ạ thế nên là hãy dành tôi chỉ muốn cũng khuyên là một lời gì là các anh chị hãy dành thật nhiều thời gian khi mua nhà đúng không ạ hay khi đầu tư bất động sản hãy dành nhiều thời gian thì chỉ khi chỉ khi anh chị dành nhiều thời gian thì anh chị mới bớt được rủi ro thôi đúng không ạ? Tại vì hiện nay nó thật anh chị rằng là gì là những cái biện pháp rồi là những cái thông tin rồi những cái luật rồi những cái việc mà à, những cái kẻ mà lợi dụng kẽ hở vân vân còn rất là nhiều Đấy, chỉ sơ hỏi họ lừa mình ngay thôi đúng không ạ? thì tôi chia thành ba cái nhóm rủi ro chính đúng không ạ? À, đầu tiên là rủi ro về pháp lý, anh chị biết rằng ở các nước, đất nước phát triển, ví dụ như hôm qua thì tôi cũng vừa có một cái buổi livestream về chia sẻ về thị trường gọi là Singapore, thì như ở bên các sinh hay là bên các nước phát triển thì gần như là không có rủi ro về pháp lý, tại vì bất động sản được số hóa thông tin, giá bán thông tin hợp đồng luật sư tham gia rồi là xác định là vay vốn ngân hàng vân vân nó rất quá là rõ ràng rồi, gần như là không thể lừa đảo được vấn đề pháp lý chủ tư mà không gì ạ không làm đầy đủ tiến độ sau này chủ tư bàn giao nhà không đầy đủ chất lượng thì khách hàng họ kiện chết đúng không ạ thế nên là ở các bên các nước phát triển mà luật rồi là thị trường minh bạch vân vân thì nó không có chuyện rủi ro pháp lý nhưng ở việt nam mình thì hiện nay vẫn quanh đi quẩn lại cãi nhau chửi nhau đánh nhau giết nhau vì chỉ vì cái pháp lý thôi đúng không ạ cái rủi ro ở nhóm thứ hai mà hiện nay các bạn đang gặp phải nhiều nhất đó chính là rủi ro về chính bản thân mình Tức là các anh chị không xác định được nhu cầu về bất động sản bản thân mua để ở hay mua để đầu tư đúng không ạ? Mua trong để ở, à, à, mua để ở hay đi thuê nhà, vân vân thì không 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 đưa xác định được đúng cái nhu cầu bản thân đúng không ạ? thì dẫn tới cái việc là rủi ro về tài chính. À, tại vì các bạn biết rằng là gì là bất động sản nó chỉ là một trong những cái tài sản mà chúng ta mua và chúng ta cần đặc biệt là với những người trẻ thì cần phải dành cái vốn để cho cái việc đầu tư kinh doanh sản xuất đúng không ạ trừ những cái người mà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp thì họ mới dành 70 80 vốn để việc đầu tư bất sản còn đa phần các anh chị mua bất động sản là dành à, gọi là gì là mua cái nhà để ở có mua cái đầu tư thì phải tăng giá hoặc là phải dành cái tiền đấy do cái kinh doanh sản xuất đúng không ạ à, cái rủi ro thứ ba thì các anh chị nhớ này à, cái rủi ro thứ ba này là rủi ro trong tương lai của bất động sản Tôi nói ví dụ như rất nhiều người giàu ở trong giai đoạn vừa rồi là mua cô đơn theo bị tỷ biển và bây giờ tôi khẳng định các anh chị là rất nhiều người hỏi, hối hận rồi đúng không ạ? đấy là rủi ro gì là họ không có cái trải nghiệm trong tương lai bất động sản đấy và được nghe người khác nói đúng không ạ? tức là không tăng giá này không có giá bất động sản phù hợp trong tương lai tức là cái tưởng cái bất động sản này sau này sẽ tăng giá rất là mạnh và nhanh tôi nói ví dụ hiện nay rất nhiều người sai lầm tưởng về bất động sản công nghiệp rất nhiều ven khu nghiệp ấy, rất nhiều người lầm tưởng bất động sản nghỉ dưỡng du lịch rất nhiều người lầm tưởng về bất động sản đất nền đúng không ạ vân vân Ờ, thì các chị thấy rằng gì? hiện tôi chia thành ba cái nhóm rủi ro chính nhất là rủi ro pháp lý hiện nay việt nam mình bảy mươi tám rủi ro pháp lý này cái thứ hai là rủi ro chính bản thân các anh chị nhớ cái này là cái cái rủi ro cho chính bản thân anh chị thì chỉ có anh chị Đấy, mới gọi là gì mới gọi là biết mình mong muốn gì ở một cái bất động sản mong muốn ở một bất động sản như thế nào mong muốn sở hữu một bất động sản ra sao đúng không ạ thì chỉ có anh chị biết thôi và chỉ có anh chị mới biết là anh chính xác anh chị làm cái nghề gì có thể đến đâu với nghề có thể thu nhập đến bao nhiêu đúng không ạ anh chị làm cá nhân anh chị làm công ty anh chị làm trưởng phòng anh chị làm giám đốc vân vân anh chị vân 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 thì anh chị biết là tương lai nghề nghiệp của anh chị đến đâu thu nhập của anh chị đến đâu thì anh chị mới có cái việc gì là cái bất động sản nó phù hợp với từng giai đoạn một đúng không ạ giai đoạn cá nhân thì chúng ta ở căn một phòng ngủ giai đoạn hai vợ chồng giai đoạn một đứa con giai đoạn hai đứa con giai đoạn dài về già vân vân và vân vân đúng không ạ thì đây là cái ba cái rủi ro chính trong khi đầu tư bộ sản các anh chị nhớ nhá là gì là hiện nay cái rủi ro nhiều nhất đó là rủi ro về pháp lý thì cái này tôi hy vọng rằng là khi mà cái thông tin nó minh bạch hơn luật lá nó đầy đủ hơn chẳng buộc nó nhanh hơn đúng không ạ thế là các anh chị yên tâm là gì là khi mà luật thuế má ra đời rồi là yêu cầu bắt buộc mà mua bán bất động sản nó qua sàn thì nó chính là cái bảo vệ người tiêu dùng thôi bảo vệ những nhà đầu tư thôi thì lúc đấy là gì là chúng ta đóng thuế đàng hoàng rõ ràng rồi là chúng ta mua bán qua sàn có ghi nhận đàng hoàng Đấy, rồi chúng ta vay ngân hàng đàng hoàng vân vân và vân vân thì cái rủi ro những cái pháp lý nó sẽ gần như dần như là hết cho nên là các anh chị bây giờ đừng có quá quan tâm về pháp lý hãy quan tâm về hai thứ phía sau này, này hãy xác định bản nhu cầu bản thân mình và hãy tìm những cái loại bất động sản trong tương lai thật tốt nhớ như vậy nhá mọi người nhớ như vậy đúng không ạ mọi người đồng ý không ạ mọi người thấy có đúng không ạ mọi người thấy đúng mọi người vỗ tay cả giơ tay cả tại vì là cái rồi rất nhiều người hiện nay còn đang đi cãi nhau còn đi học về pháp lý các anh chị biết là pháp lý là cái rất rõ ràng rồi đúng không ạ pháp lý là cái rất rất rõ ràng rồi tất cả mọi người mọi luật mọi thứ đầy đủ hết rồi chẳng qua là gì ạ là do chính chúng ta thôi đa phần là chúng ta không để ý chúng ta tham và chúng ta bị dính trưởng đúng không ạ rồi thế để phòng trừ rủi ro trong bất động sản cá nhân như thế nào cái thật sự anh chị ấy, là nếu mà để mà phòng trừ rủi ro pháp lý ấy, thì nó rất đơn giản À, nói một câu thôi là xong đúng không ạ đó là một là khi anh chị đi mua đầu tư bất sản anh chị thuê một ông luật sư thế là xong đúng không ạ cái ông luật sư ấy, nó sẽ cái gì ạ nó sẽ đảm nhận cái việc là gì là hợp đọc hợp đồng rồi là gì chịu ý nghiệm về gì ạ về kiểm tra rồi là thẩm tra mảnh đất đấy à, chúng ta có thể thuê một ông luật sư trên đọc hợp đồng chúng ta nhờ một cái chúng ta thuê một cái bên thẩm định giá đúng không ạ rồi chúng ta thuê đúng không ạ thì chỉ cần vài cái bước đấy thôi là chúng ta đã không có rủi ro rồi về pháp lý rồi hoặc là chúng ta không tham à, các bạn biết rằng là với những người mà đó đã đầu tư hình thành bất động sản trong tương lai thì rõ ràng là có cái rủi ro rồi thế là quan trọng nhất ấy, là chúng ta không thực ra anh chị biết rằng là gì là không có cái gì đầu tư là không rủi ro cả đầu tư là gì đầu tư là bằng rủi ro cộng lợi nhuận đúng không ạ nhưng chúng ta chỉ cần biết là chúng ta chúng ta biết rủi ro chúng ta vẫn đầu tư thì nó rất là ok tại vì sao vì cái rủi ro đấy chúng ta chấp nhận được thế còn rất nhiều người là gì là rất buồn cười là gì là tôi tin tưởng quá rồi tôi mua của anh này tôi mua của anh kia tôi không biết thế này không biết thế kia thì vì đấy là gì người ta không biết rủi ro nên là khi người ta gặp cái thất bại ấy, gặp cái rủi ro ấy, người ta rất là buồn người ta rất là lản người ta rất thất vọng đúng không ạ còn với chúng ta các anh chị nhớ này này là không có kênh đầu tư nào là không rủi ro cả kể cả bất động sản đúng không ạ tôi vẫn hay nói mọi người thì đầu tư bất động sản thì năm một người thì 50 người được đầu tư chứng khoán thì 100 người thì 10 người được đầu tư coi thì 100 người một hai người được đúng không ạ đầu tư lan va thì một nghìn người mới có hai người được đúng không ạ bạn bất động sản là kênh an toàn nhất đúng không ạ nhưng nó vẫn có rủi ro vẫn có 50 phần trăm rủi ro à, nhưng mà quan trọng thì chúng ta vẫn biết rủi ro chúng ta vẫn mua à, để chúng ta biết ra là thì à khi rủi ro nó xảy ra thì chúng ta nhất vẫn chấp, chấp nhận được đúng không ạ đấy là cái điều quan trọng chưa làm gì có kênh nào không đủ, chứ làm gì có cái gì mà không có rủi ro 100 trăm không có cái gì cả bạn nhé đúng không ạ thằng nào mà đầu bảo là gì là đầu tư thắng 100 là chém gió chắc chắn rồi đúng không ạ thì mọi người biết rằng là có một cái mô hình như thế này thì các anh bạn nó giống như nhiều kênh thôi cái này tôi tự vẽ rủi ro cao thì lợi nhuận cao các anh chị mà càng đầu tư đất rộng các anh chị đây các anh chị thấy cái đây là cái tháp tài sản của bất động sản này Đấy. an toàn thì lợi nhuận thấp đúng không ạ thế tại sao bây giờ mình các bạn có hiểu vì sao rất nhiều người giàu này họ lại cứ đi mua nhà phố chung cư không? đúng không ạ vì sao ạ? vì an toàn đúng không ạ à, bất chấp sóng gió À, còn mấy cái anh mà như tôi chẳng đấy là hay tham hay là rất nhiều người hay tham nhân 5 nhân 10 thì là trên game tài chính này à, giống kiểu như anh luyện là game tài chính bất động sản này đúng không ạ rồi là những cái người cây năm rồi là những người đón đầu quy hoạch rồi những người mua rừng sản xuất à, những cái người mua rừng phòng hộ những cái người mua đất núa vân 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 thì họ đi như thế này này đúng không ạ họ ở cái tầng này Đó, thì đấy là gì nó nhận cao nhưng rủi ro cũng cao đúng không ạ và đa phần là úp bô thôi tại vì sao vì là khi mà check Ê, còn nếu mà chúng ta mua an toàn thì chúng bao giờ người ta cũng mua có sổ dân hiện hữu có dân số cộng hiện hữu Rồi, bớt hơn một chút thì có sổ cộng thừa thớt Rồi, bớt hơn một chút nữa thì không có sổ cộng thừa thớt đúng không ạ thì mọi người có hiểu vì sao ạ thế như vậy là gì là một cái người giàu một cái người mà họ có tầm tiền về tài sản thì họ sẽ phân bổ ra chứ không ai đa phần là những cái người trẻ mà có ít tiền ấy, thì thường muốn lợi nhuận cao vì ham làm giàu nhanh và thường nó ôn in ở cái phần trên chóp này là cái phần là gì ạ? dù ro cao lợi nhận cao đầu tư thì dễ nhưng bán thì rất khó đấy. và nghe người này người kia là lãi gấp 5, gấp 10 lần nhưng thực tế là rất là khó đúng không ạ? Và nó là cái đó chính là cái câu chuyện mà các anh chị muốn nghe nên là đấy là cái mà rất là nguy hiểm đúng không ạ? Đó. Thì mọi người thấy rằng là gì là rõ ràng là trong bất động sản để chúng ta phải phân bố ra à, phân bố ra và chúng ta nếu mà chúng ta xác định là đầu tư game tài chính hiện nay trên thị trường vẫn có một số các cái sàn bất động sản mà nó gọi là gì là có những cái game đầu tư bất sản là bỏ tiền vào và ăn lợi nhuận đúng không ạ chưa quan tâm bất sản đâu à, đúng không các anh chị đúng không ạ thế như vậy chính là những cái rủi ro nhất Đó, rủi ro là mất trắng luôn đúng không ạ thế còn đấy, tại nên đấy con lý giải tại sao mà rất nhiều người giàu thì họ cứ mua trung tâm thành phố hoặc mua căn hộ hoặc mua nhà phố cho thuê thì vì sao ạ? an toàn bền vững Đấy, không phải làm nhiều còn ở trên này anh chị biết rằng là có mua xong này phải bán mà có lời phải bán mà phải tìm được người phải tìm được cái người gì ạ các mua phải bán được đúng không ạ thì cái việc mà để phòng trừ rủi ro đầu tiên là các anh chị phải hiểu gì ạ các cái loại hình bất động sản các anh chị ngay từ khi bắt đầu mua mảnh đất đầu tư mảnh đất đầu tiên là các anh chị cần phải biết rằng là gì à nếu tôi mua đất tiêu năm thì tôi có lợi nhuận cao rủi ro lại cao và cái này cần phải có tre mới bán được đúng không ạ phải có quy hoạch thì bán được khi nào xảy ra quy hoạch để bán được nhưng nếu tôi mua cái chung cư tôi an toàn nhưng mà lợi nhuận thấp thôi tôi rất an toàn ngủ ngon Đấy, cầm cắm sổ ngân hàng lúc nào cũng được đúng không ạ Đấy, mua bán thì có thể nhanh hơn tại vì sao vì nhu cầu ở vẫn có rồi thì tôi nói với anh chị như này là cái bài này, mọi người có nhìn rõ không ạ anh chị có nhìn rõ không ạ dạ mọi người thấy mà nói hay mọi người comment cả mọi người chưa hay mọi người nói chưa hay cả rồi thì anh chị hiểu như này này là cái bất động sản nó không chỉ là một loại hình bất động sản Đấy, thì chúng ta thấy rằng là gì là nó phân bổ rất nhiều các loại hình bất động sản khác nhau chứ không phải là cái ông chúng ta chúng ta chuyên đầu tư đất nền hay là không phải là chúng ta cứ đi đầu tư chung cư Đấy, không phải là chúng ta chỉ mua bất động sản nghỉ dưỡng à, cũng không phải là chúng ta chỉ mua bất động sản ven khu nghiệp mà bất động sản các anh chị phải hiểu rằng là bất động sản có rất nhiều các loại hình khác nhau đúng không ạ tôi đây là tôi tóm gọn theo cách của tôi nhé còn anh chị có anh chị có thể kể ra tùy anh chị và còn nhiều loại nữa đúng không ạ thì tôi chỉ nói những cái loại mà hay phổ biến nhất đúng không ạ thì chúng ta thấy là gì đầu tiên chúng ta thấy rằng có những bất động sản khu nghiệp ví dụ như là mua 500 trăm một m cho thuê hay là mua các động sản ở làng nghề ấy. hiện nay là miền bắc rất là hot luôn đúng không ạ các cái làng nghề linh hiệp hay là bắc ninh gì đó đúng không ạ thì họ có mua đấy nhưng tôi không đầu tư không nói rõ nhưng kể cả, cả riêng trong cái phần đất nền anh chị thấy rằng là có đất đấu giá đất đấu giá là an toàn nhất trong đất nền tất nhiên là an toàn nhất thôi chứ cũng có nhiều rất nhiều các dự án đất đấu giá mà gì chờ mãi không có sổ vì không làm xong cơ sở tầng nhưng ít nhất đất đấu giá do nhà nước phân do gì ạ chính quyền họ đấu ra nên là cái giá tốt hơn và cái pháp lý nó chuẩn chỉ hơn đúng không ạ rồi nó đất dự án rồi đất phân lô cá nhân rồi đất ven khu nghiệp rồi có đất ven cảng biển rồi ven cửa khẩu đúng không ạ anh chị đang ở riêng một cái đất nền này thôi đã chia ra hàng trăm loại rồi, hàng rất ở quân chia ra rất nhiều các loại đất khác nhau rồi và mỗi một loại đất này thì lại một có một cách đầu tư khác nhau tôi nói ví dụ đất đô giá các anh chị biết là đất đầu giá là gì hiện nay rất nhiều người mua đất đô giá tôi nói ví dụ những người ở hà nội đi mua đất đô giá bắc Linh, thì có phải bắc Linh ở quái đâu đúng không ạ và đa phần là tranh lệch cái đất đô giá vì sao ạ vì sao vì cái đất đô giá giá nhà nước đấu giá rất thấp nên là gì nó có sự tranh lệch rất lớn khi mà ra ngoài thị trường nên là mà người ta lời khi người ta đầu nghĩ đến việc đầu tư đất đấu giá là người ta nghĩ việc là gì là ăn sinh lệch phần giá đấu đúng không ạ còn để chờ dân về rất là lâu thế nên là gì ví dụ tôi lúc mà tôi bắt đầu quan tâm về đầu tư bất sản thì tôi so sánh ở bắc linh thì ví dụ cái giá ở bắc ở bắc giang ví dụ bắc giang đi thì cái giá đấu 9 10 triệu nhưng mà khi ra đến ngoài cửa thôi đấu xong thôi thì lên 25 30 triệu nhưng cũng đất đô giá ở, ở buôn ma thuột Đấy, giá bên ngoài là 20 giá đấu là 20 triệu giá dân xung đất xung quanh đất khu giá cũng là 22 23 triệu thôi như vậy là nếu mà đất những cái người mà đầu tư đất đô giá người ta lại không vào vùng thuộc vì sao vì cái giá của nhà nước xác định ra đã bằng với giá xung quanh rồi đấy. thế là đấy là cái sự khác nhau thế còn để mà cái chờ đất đấu giá nó đông được ấy, đông dân được và tăng giá được ấy, thì rất là khó đúng không ạ thì nó lại quay về cái nhu cầu tăng giá bình thường đó là gì ạ nó là tăng dân tăng bất động sản tăng giá bởi có dân sống đúng không ạ hay đất phân lô cá nhân à, trong miền Nam rất nhiều đúng không ạ hay là đất ven khu nghiệp anh chị đơn giản là đất ven khu nghiệp thì chúng ta đầu tư giai đoạn nào của hình thành phát triển công nghiệp có người mua sớm quá ví dụ như có những người mua đồng phú vừa rồi ấy để lại phê duyệt lại thì rất nhiều người toang và rất nhiều người vỡ lợ trong đồng phú ở Bình Phước ấy, đúng không ạ hay là có những người đầu tư Bắc Giang hay là có những người bây giờ mua đất ở vừa rồi là mua đất ở Yên Phong sau khi sốt lại thì cũng toang luôn vì sao vì cái giá nó quá cao và không tăng lợi nhuận được nữa và không khai thác được đúng không ạ? Đó, thế là cái đất từng một loại đất một thì nó lại gì ạ nó lại có đặc tính đặc thù về đầu tư khác nhau nên các anh chị phải hiểu à, tôi mong muốn là anh chị tìm hiểu sâu hơn hai à, thứ hai là đầu tư nhà ở dự án đấy có căn hộ có chung cư có nhà liền kề có biệt thự có sao hao có thương mại dịch vụ à, rất nhiều loại đúng không ạ rồi là có thổ rồi là có bất động sản thổ cư nhà phố ngõ hẻm à, có nhiều người mua chung xưa thêm có nhiều người mua nhà cũ sửa sang xóa lại rồi là có nhiều người mua xây cho thuê vân vân đó rồi nhà phố rồi bất động sản nghỉ dưỡng có con hotel có biệt thự biển bất động sản du lịch nghỉ dưỡng trong bất động sản du lịch tôi chia nhỏ ra có con hotel có biệt thự biển có nhà vườn có đất nền nghỉ dưỡng có khách sạn hôm tây phan tây vân vân thì thường ấy là chúng ta thấy là bất động sản nó có hai nhu cầu đó là nhu cầu để ở và nhu cầu đầu tư đúng không ạ và một người bình thường ấy thì tốt nhất là gì là có cái nhà để ở là tốt nhất và trong cái nhà để ở thì anh chị cố gắng là phân đấu cái biệt thự đúng không ạ à, cái biệt thự là, là sướng nhất ở biệt thự trong một cái khu đô thị còn bao khép kín là sướng nhất Đấy rồi ừ, trong đất nền thì chúng ta gì ạ chúng ta xem là trong các loại đất thì nếu mà được nhất thì chúng ta hãy mua sở hữu đất mà nó khan hiếm ví dụ như ven cảng biển hoặc cửa khẩu đó, thì là để lâu dài đều ok tại vì cửa khẩu và cảng biển nó không ở chỗ nào cũng có đúng không ạ thế còn những cái đất mà phân lô cá nhân mất ven khu nghiệp thì đến một lúc nào đó chúng ta nên bán đi hoặc là trừ khi vị trí rất đẹp chúng ta để lại còn đất đâu giá thì trừ khi anh chị phải là cái vị trí rất là đẹp đúng không ạ đó, vị trí rất là đẹp thì chúng ta mới để lại trung tâm thành phố rồi là vân 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 mới để lại hoặc là gần cái đường sớn là nó đường rồi là khu nghiệp của đó chúng ta mới để lại đó thì chúng ta rằng là gì là một cái người chúng ta còn chưa kể tôi đã đây chưa nói là đất rồi là văn phòng nhé những cái tòa nhà văn phòng rồi những cái tòa khách sạn nữa đúng không ạ thì đấy là những dành những người siêu giàu hẳn siêu giàu hẳn thế là các anh chị thấy rằng là gì là khi một người họ có tiền thì họ đầu tư ví dụ như đầu tư ở đây thì lãi vốn nhiều nhất là chắc là đất nền rồi đúng không ạ lại vốn thì nhiều người sẽ chọn đất nền rồi còn nếu mà gọi gì ạ để có dòng tiền thì họ sẽ chọn nhà phố hoặc là gì ạ à, nhà những cái kiểu uh, à, hôm Tây hoặc là farm Tây là những dòng tiền tốt hoặc là tòa nhà, hoặc là cái tòa nhà văn phòng đúng không ạ à, thì mọi người thấy rằng là gì là chúng ta phải chia nhỏ ra à, với mỗi một người sẽ có một cái bất động sản nó phù hợp riêng chứ bất động sản nó không phù hợp cho tất cả mọi người được đúng không ạ bất động sản nó không phù hợp cho tất cả mọi người được các anh chị nhớ như vậy nhá tôi chỉ muốn nói một chút này về bất động sản du lịch nghỉ dưỡng thì mình thực sự dành cho những người đặc biệt là trong thời điểm tới nó phải thực sự dành cho những người mà có nghề thì mới đầu tư được còn những người không có nghề mà đầu tư bất động sản thì rất là rất là nguy hiểm rất là nguy hiểm đúng không ạ nên là mọi người hãy chia nhỏ ra mọi người sớt ra và người mọi người muốn mong muốn sở hữu loại bất động sản nào đấy, trong tương lai 5 năm 15 năm, 20 năm tới đúng không ạ đấy mà cái quan trọng tôi nói ví dụ anh chị như này này mọi người đều biết rằng ấy, là những các bạn tôi nói thực ra cái vấn đề tôi nói rất là nhiều lần rồi đó là hiện nay thì chúng ta vẫn có thể phấn đấu mua ở biệt thự hay là chung cư đi đấy hiện nay với những người mà chúng ta mua căn chung cư ở các cái thành phố ở việt nam nó không quá khó đấy, khó hơn một chút là hà nội hay hồ chí minh thôi đúng không ạ nhưng anh chị thấy rằng là gì giới trẻ hàn quốc giới trẻ ở cái thời điểm này giới trẻ ở singapore như các ông qua bạn là gì là gần như bây giờ đến bảy tám mươi phần chín mươi người singapore mua người trẻ singapore mua nhà phải lỡ tại vì cái, cái giá nhà nó quá cao mua căn chung cư các bạn biết là căn chung cư gọi là gọi là nhà ở xã hội vùng ven của Singapore 110 m nó gần một triệu đô rồi đúng không ạ và cái thu nhập không thể đáp thu nhập không thể mua được cái cái, cái tích lũy mà làm giàu được vì nó quá rõ ràng rồi đó, thế nên là gì là hầu như mọi người đều phải lỡ thì các anh chị phải hiểu rằng là gì là hiện nay đất nước chúng ta có quá nhiều các loại hình bất động sản để đầu tư nhưng trong tương lai 10 năm nữa 5 năm nữa 10 năm nữa thì nó chỉ còn một số loại thôi các anh chị nhớ như vậy nhé Đấy. À, và đây tôi có thể chia sẻ luôn với anh chị là trong tương lai nó chỉ còn nhà ở đúng không ạ nhưng còn nhà dự án thôi đúng không ạ anh chị nhớ như vậy thế là mong các anh chị hãy có một cái kế hoạch sở hữu bất động sản trong thời gian ngắn hay là dài trong tương lai cái thứ hai nữa là các anh chị cần phải cố gắng nhiều hơn nữa à, vì chúng ta còn để đến đời con chúng ta nữa thế sau này con chúng ta đi thuê nhà là hơi toang đúng không ạ trên đời chúng nó không mua nhà đâu giá nó cao lắm trừ khi chúng nó phải siêu giỏi siêu giỏi đúng không ạ rồi thì những cái câu hỏi cơ bản để các anh chị có thể phân bổ được cái đầu tư của mình thì anh chị cần phải trả lời mấy câu hỏi mỗi một cái nhà đầu tư ấy để mà bớt được cái rủi ro ra. Thì trước khi anh chị bỏ một cái thằng nào nó ten sale đây anh chị, một cái thằng nào nó quảng cáo đây, đây anh chị, một cái thằng nào nó gọi anh chị đi uh, sự kiện năm sao, một cái thằng nào nó chào một cái dự án là phân thiết lô va phân thiết hay cái gì gì ABC gì là đó thì các anh chị cần phải trả lời tôi mấy câu hỏi này đã. Đúng không ạ? Thứ nhất, đây chính là cái rủi ro thứ hai mà anh chị làm được cái phần này anh chị loại bỏ gần như gần như rất là nhiều nhá đó là anh chị có bao nhiêu tiền Đấy, mục tiêu của anh chị với bất động sản là cái gì đúng không ạ anh chị hiện nay có bao nhiêu tiền trong tương lai có trong tương lai 5 năm tới có bao nhiêu tiền 10 năm tới có bao nhiêu tiền Các anh chị phải trả lời ra đúng không ạ rồi là cái mục tiêu của anh chị với bất động sản là gì rồi cái rủi ro không mong muốn của anh chị là gì cái lợi nhuận mong muốn của anh chị là gì dòng tiền của anh chị mong muốn dòng tiền về dòng tiền bất động sản là gì thì vì rất nhiều người hiện nay còn trẻ thì mong muốn là mua bất động sản sau đó sau đó gì ạ sau đó thì sao ạ thì mong muốn là khi mà mình về hưu mình già một chút thì cái bất động sản nó có dòng tiền đó, nó có dòng tiền là chúng ta bớt phải đi làm đúng không ạ bớt phải đi làm thì mọi người phải trả lời tôi tất cả những câu hỏi này Đấy, có những người làm cá nhân hay có những người hai vợ chồng thì xác định đến những câu trả câu hỏi này thì tôi nói ví dụ như thế này các anh chị thấy rằng là đây là một cái phân bổ cơ bản thôi để anh chị hiểu rằng là thì, là thì ví dụ bạn có 10 tỷ khi bạn có 10 tỷ đầu tư bất sản thì có những người thì họ sẽ ôn đi được đất rộng luôn tại vì đất rộng là lãi nhất mà các anh chị nào mà buôn đất mộc châu hay là sa ba ngoài bắc này hay là hòa bình Đấy, thì anh chị đang biết là rằng là gì nếu năm 2017 anh chị bỏ 10 tỷ đất mua đất hòa bình đất rộng hòa bình nhé đất lưng sơn đúng không ạ thì bây giờ khéo bây giờ anh chị có cả trăm tỷ rồi đúng không ạ đó thì rất nhưng mà rất là cao nhưng bây giờ thì sao bây giờ thì đã rất là rủi ro đúng không ạ vì không bán được rồi là vào quy hoạch Đấy, lại phải chờ một thời gian rất là dài nữa mới bán được nó là cái đây vài hôm thôi tôi có ngồi một anh là anh ấy mua anh ấy chơi chứng khoán rất là giỏi và cứ mỗi một lần anh ấy thắng chứng khoán anh ấy bỏ ra mua mảnh đất thế sau anh ấy mua được 5, 6 năm sáu năm bây giờ thì tổng tài sản trên đất trên hòa bình trên nâng sơn của anh bây giờ chắc là anh tính ra cũng phải năm sáu chục tỷ đấy, nhưng mà bây giờ không bán được đấy. rất là may anh ấy mua sớm cái vị thế đầu vào anh ấy sớm nên anh bây giờ anh sale anh ấy bảo tôi nói anh là gì là tốt nhất là anh rút lên 50% về để hà nội mua nhà phố đấy, mua chung cư đấy, để cho thuê vì hiện nay anh không có dòng tiền thế tôi anh bảo là ok thế vậy bây giờ là có những mảnh đất anh lãi gấp 4 gấp 5 lần thì bây giờ em chỉ anh cần lãi gấp đôi thôi anh về anh bán cho em thì anh rất là nghe anh nên anh bán nhưng mà hiện tại anh cũng chưa bán được mặc dù là gì là những cái mảnh đất anh mua rất là sớm vị thế đầu vào rất là tốt hiện nay những cái mảnh đất lãi là gấp 5 lần rồi và anh đang giao giảm 50 phần trăm chưa bán được và tiếp tục anh ấy giao giảm 7 phần trăm chưa bán được tức là giảm nhưng vẫn lãi anh chị nhá đó thì rõ ràng là chúng ta có một phân bổ tôi nói ví dụ đây là gì là mua nhà của căn hộ cộng shop house hoặc là shop house đây là những cái bất động sản rất là an toàn đúng không ạ có sổ đỏ có dân hiện hữu rồi hoặc là mua đất có sổ Đấy. mà cái thứ ba mới là cái phần tài chính mua đất rộng còn nếu ngược lại nếu anh chị là những nhà đầu tư chuyên nghiệp anh chị phun tham bất động sản thì anh chị có thể đảo ngược lại Đấy. tại vì những người đầu tư chuyên nghiệp những con buôn chuyên nghiệp thì họ chấp nhận rủi ro cao hơn đúng không ạ thì họ làm sâu hơn mà còn với anh chị thì tôi mong anh chị muốn muốn hướng tới một cái an toàn tại vì đa phần như anh chị là những tay ngang đa phần là anh chị là mong muốn một cái lợi nhuận nó vừa phải và anh chị muốn có một công việc vẫn đang làm một công việc tốt thì anh chị hãy nhớ như vậy Cái là gì là cái bất động sản các anh chị cũng phải phân bổ ra chứ không phải là cứ mua bất động sản là an toàn không phải có chuyện đấy đâu ạ thì có hai cái loại mà chúng ta thấy rằng là gì là các anh chị phải xác định rất rõ là các anh chị là nhà đầu tư cá nhân đúng không ạ thì tôi vừa nói với anh chị về các loại hình bất động sản rồi đó, và các cái bất động sản các anh chị nên cần sở hữu và cơ bản các anh chị phân bổ như thế nào đến như đang là là anh chị bây giờ phải xác định hai con đường rất là rõ ràng à, không biết là nhóm mình thì bây giờ ai là trong nhóm mình 100 người đang xem này thì ai là nhà đầu tư chuyên nghiệp ai muốn làm nhà đầu tư chuyên nghiệp hay là ai muốn làm nhà đầu tư nghiệp dư à, mọi người comment cái đúng không ạ ở đây trong nhóm đầu tiên ạ đầu tiên ai là làm ai muốn trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp chuyên nghiệp đây các anh chị là, các anh chị phải dành full thời gian đó, các anh dành về nhiều thời gian cho bất động sản. chứ bây giờ không thể nào các anh chị mà dành anh chị bất năng đi làm, cho nó anh chị dành một chút thời gian mua mảnh đất, anh chị có kỳ vọng lãi cao thì không có chuyện đấy đâu ạ, đúng không ạ? Không bao giờ có chuyện đấy. Các anh chị tham gia chứng khoán, anh chị đầu tư chứng khoán thỉnh thoảng anh chị vào mua mã anh bán, anh chị sẽ không bao giờ thắng được với những người làm full time Anh chị sẽ không bao giờ thắng được với nhà cái. Anh chị sẽ không bao giờ thắng được với dân đầu cơ chuyên nghiệp, đúng không ạ? Còn nếu anh chị làm đầu tư nghiệp dư, thì các anh chị cần phải hiểu cái điều mình muốn. Cái thứ hai là các anh chị bắt buộc phải tí thuê tìm những cái người mà gì ạ? Mô giới chuyên nghiệp theo anh chị lâu dài. Nó giống kiểu các chị ở đây trong nhóm mình có nhiều cái anh chị gái ấy, là chúng ta đi làm tóc thế thôi, đúng không ạ? Chúng ta cắt tóc thì chúng ta phải cắt một cái chỗ gì ạ? À, một cái cổn một cái bạn nào thường xuyên cắt chúng ta nó ưng rất là ưng rất là ưng ngay. Đúng không ạ? Chúng ta đi mua quần áo chúng ta gặp một cái bạn tư vấn chuyên nghiệp chúng ta rất là ưng và chúng ta làm sao tôi mua lại. Chúng ta làm bất cứ một cái gì nếu mà có một cái người đã chuyên nghiệp rồi thì chúng ta phải gì ạ? Thì chúng ta sẽ theo muốn theo người đó luôn đúng không ạ Còn nếu anh chị xác định nhà nào tư chuyên nghiệp đó thì anh chị sẽ dành full time phải đi học đấy phải giao lưu phải học về biết về luật về kinh tế phải biết nghiên cứu rồi là các loại hình bất động sản rồi là chu kỳ thị trường vân vân đúng không ạ Còn nếu là anh chị làm nhà đầu dư thì anh chị cần phải quan trọng nhất đấy cá nhân của anh chị ấy là cái anh chị cần phải thấu hiểu cái điều mình muốn đấy các anh chị chỉ có anh chị biết là anh chị muốn mua một cái căn nhà rộng bao nhiêu mét thôi chỉ có chính anh chị biết là anh chị muốn mua một căn nhà có mấy phòng ngủ thôi chỉ có anh chị biết rằng ước mơ của anh chị sống ở trong một căn nhà như nào ở ước mơ của tôi sống trong một căn penthouse đúng không ạ và năm 40 tuổi hạn thế ví dụ thế thì cái điều gì khiến tôi đầu tư ở ngoài công việc ra thì tôi đầu tư bất động sản nào để đến lúc đấy tôi bán đi tôi dành tiền được mua cái penthouse đấy đấy đó ví dụ như thế và cái việc còn lại anh chị đừng đi tìm bất động sản với những nhà đầu tư nghiệp dư ấy, thì anh chị hãy đi tìm những người mua giới những cái sàn bất động sản những cái người đầu tư chuyên nghiệp để thuê người ta làm cho Đó. thì anh chị đã bớt rất bớt rất nhiều các rủi ro và thời gian Đó. còn hiện nay các bạn biết rằng là gì là hầu cái nhà đầu tư chuyên nghiệp thì ít đương nhiên rồi Đó. cái nói gì nói nhà đầu tư chuyên nghiệp ở việt nam rất là ít à, kẻ chứng khoán này bạo giảng nhiều cái nhắc như thế nhưng nhà đầu tư nghiệp dư thì rất là nhiều có rất nhiều người nhiều tiền cứ tưởng mình chuyên nghiệp nhưng mà đi một cái sự kiện nghe một cái bạn sale bạn ấy nói thôi là đã toang hết ít rồi đúng không ạ nghe người ta nói ui cô nói hay đấy đúng không ạ đang ngồi chơi được gọi đi mời sự kiện năm sao là cũng đi mua đấy đúng không ạ rồi là các bạn biết rằng là trong thời điểm dịch ấy, rất nhiều người đi mua bất động sản online rất nhiều người mua lô va phân thiết toang thích đầm mồm luôn rất nhiều người đu đỉnh ở các cái dự án lớn của các cái chủ tư lớn luôn đúng không ạ đó thế mọi người biết rằng là gì là cái rủi ro là gì nó không chỉ đến với những bất động từ bất động sản rủi ro không chỉ đến với những người từ những người môi giới rủi ro không chỉ đến với những người chủ từ chủ tư mà rủi ro nó còn đến từ thị trường Đấy, thị trường là cái điều mà gì nó rủi ro đến từ luật từ nghị định đúng không ạ tới đây một cái rủi ro lớn nhất nữa các anh chị biết rằng đó là chính là về luật liên quan thuế liên quan mua bán bất động sản qua sàn rồi liên quan đến các loại hình bất động sản trong tương lai thì đấy mới là những rủi ro lớn nhất đó thì quay trở lại rồi hôm nay làm được 13 slide Rồi quay trở lại với cái phần rủi ro basic nhất thì tôi vừa rồi tôi đi sâu vào hai cái phần đó là xác định rủi ro gì ạ? Rủi ro chính bản thân. Cái thứ hai là rủi ro gì ạ? Tương lai của bất động sản, đúng không ạ? Thế bây giờ chúng ta thấy rằng là gì ạ Ở đây thì uh... giờ rất nhiều anh chị năm muốn nhà đầu tư chuyên nghiệp thì mong là anh chị học hỏi nhiều hơn. Thường những cái bạn môi giới thì có cơ hội lên làm nhà học tư chuyên nghiệp dễ nhất vì sao ạ? Uh, vì là anh chị đã được học về bất động sản vì là gì là anh chị đã tiếp xúc với nhiều bất động sản anh chị đã tiếp xúc với nhiều khách hàng đầu tư bất động sản thì anh chị đã dễ lên con đường chuyên nghiệp hơn thế còn với những người mà thường là không thông qua mua giới thì thường mà lên chuyên nghiệp luôn thì thường sẽ phải là những người mà có điều kiện kinh tế rồi à, thì họ có trải nghiệm mua bán nhiều thì họ sẽ lên con đường lên chuyên nghiệp dễ hơn đó đúng chưa ạ đó rồi chúng ta quay về cái rủi ro pháp lý rủi ro basic nhất đúng không ạ rủi ro basic nhất là rủi ro về pháp lý tức là bây giờ hiện nay người ta vẫn còn đang cãi nhau tranh tụng nhau về vấn đề liên quan đến pháp lý Đấy, cãi nhau chỉ vì pháp lý đúng không ạ chúng thấy rằng là gì nếu chúng ta nếu chúng ta chỉ cần tâm liệm phân bổ tài sản như cái phần này thì anh chị đã bớt được rất nhiều rủi ro rồi đúng không ạ đầu tiên ở đây nếu anh chị phân bổ theo cái bảng này thì anh chị đã ví dụ là chúng ta chơi game tài chính bất sản trong cái số vốn chúng ta có 2 tỷ thôi chúng ta chỉ chơi đầu tư 100 đến 200 triệu thôi thì chúng ta đã sẽ không quá rủi ro về gì bị mất tài chính trừ khi nó tham Đấy, ham là nhuận cao chúng ta tham trong mới mất nhiều còn nếu chúng ta đầu tư cái bất động sản cái bất động sản các anh chị biết rằng là gì là khi một cái mảnh đất phân nô ra một cái dự án bất động sản ra các anh chị biết rằng một cái bất động sản à, phải hoàn kể cả bất đất lên. một cái dự án kể cả đất lên hay là bất động sản mà dự án xây nhà bán nhà nhà ở để bán thì bao giờ cũng có nhiều giai đoạn à, các anh chị biết rằng là thì từ có cái giai đoạn là gì là cái chủ tư huy động vốn từ bắt đầu từ lúc mà làm bắt đầu được phê duyệt dự án phê duyệt một trên năm trăm phê, phê duyệt về quy hoạch kiến trúc đúng không ạ bắt đầu họ đã gọi vốn và bán rồi và rõ ràng là nếu mà chúng ta mua từ lúc đấy thì chúng ta chắc chắn là rất là rủi ro đúng không ạ vì sao rất là rủi ro rồi vì rủi ro về gì rủi ro về cái gì ạ đây rủi ro về dự án không hình thành được À, thì đương nhiên chúng ta sẽ không nhận được sổ, không nhận được dự án nên là rất nhiều dự án chết là vì như vậy. Thế bây giờ nếu mà chúng ta muốn không có rủi ro đấy thì tốt nhất là chúng ta đừng mua cái dự án nào là gì chưa hình thành, à, chấp nhận trả giá cao một chút nhưng chúng ta được an toàn. Còn nếu chúng ta đã xác định mua sớm thì chúng ta phải chấp nhận là một là dự án không hình thành được, cái thứ hai là dự án gì không có sổ. À. Mọi người thấy đúng không ạ? Thế nên là đa phần là chỉ vì chúng ta Tham, chúng ta tham quá Chúng ta cứ kỳ vọng rằng là việc chúng ta mua sớm Cùng với chủ tư, chủ tư tổ chức sự kiện Chủ tư quảng cáo, chủ tư ABC Chúng ta tư tin tưởng Sau đó chúng ta mua sớm Rồi dẫn đến là việc là gì Là chủ, chủ tư ôm tiền nhưng mà không làm dự án Hoặc là chủ tư đầu tư dự án khác Hoặc là chủ tư gặp vấn đề về pháp lý Mà không chia sẻ thông tin chúng ta Và cái chúng ta nhận được Đó là tờ giấy Đất chúng ta cũng chẳng nhận được, số chúng ta cũng chẳng có Đấy là cái rủi ro Ok thì mọi người thấy mọi người thấy đúng không ạ? Rồi thì quay trở lại với trả lời các cái câu hỏi của anh chị, mọi người chúng ta cùng giao lên một chút à, ở trên đây thì có một cái bạn bạn muốn hỏi sâu hơn về cái vấn đề gọi là nhà hình thành để nói rõ hơn về hai loại bất động sản đó là bất động sản tương lai và nhà ở là nhà ở và nhà dự án anh minh phân tích rõ hơn về hai loại bất động sản tương lai là nhà ở và dự án các bạn biết là nhà ở thì cho bạn biết rằng là sau này trong phố thì đa phần là người làm thuê ở thôi đặc biệt là cái nhà trong ngõ nhà trong ngách sau này người giàu thì họ ra sao các cái nhà dự án nhà ở tại các dự án đúng không ạ những cái nhà trong ngõ nhà trong ngách nhà mà có cơ sở tầng thấp kém nhà mà không có môi trường sống nhà mà thiếu các cái tiện ích Đó. thì những cái nhà ở như vậy thì càng ngày càng mất giá thôi các bạn biết là thời đại của ô tô rồi mà đúng không ạ à, không phải mất giá mà dành cho những người mà làm thuê ở nhiều hơn à, kể ở trung tâm thành phố còn những cái người giàu, những cái người giàu đặc biệt là các bạn biết rằng là cái thời này là thời của thế hệ 8x, 9x, không x rồi. Thì những cái, các bạn như vậy thì các bạn sẽ chọn là mình những nhà thông các dự án ở các thành ở các cái vùng ven đất rộng hơn. Đó, có đầy đủ về quy hoạch, có đầy đủ về cơ sở à tầng, có đầy đủ về tiện ích, Mà môi trường sống nó tốt hơn, đúng không ạ? Có trường học, có con có sân chơi, có giải trí thì con người ta sẽ sống nó ok hơn. Các bạn biết rằng thế đúng không ạ? Đó, nó giống như các lĩnh vực khác thôi, đó là gì? Nó là, là gì ăn ngon mặc đẹp thì bây giờ là ở phải đẹp nữa. À, chứ ăn ngon xong là về cái nhà trong ngõ thì không chịu được đúng không ạ à, ăn ngon mặc đẹp đi ô tô đường nó phải rộng chỗ chỗ để thoải mái đúng không ạ con học cái gần nhà bữa mất thời gian đi đưa con đi học thêm một lém thì đấy là cái xu hướng về trong tương lai thì đấy trên thế giới nó hình thành rất là rõ rồi đúng không ạ à, trên thế giới hình thành rất rất là rõ rồi chứ không phải chỉ Việt lan đâu ạ hiện nay thì anh chị lấy mong muốn có cái tầm nhìn nó dài hơn trong bất động sản thì khuyên các anh chị là lên có cái tầm nhìn cho cái nước gần nhất chúng ta, đặc biệt là châu Á. là như tôi hay vẫn tôi so sánh với anh chị đó là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đấy. Singapore, là Đấy, những đất nước gần nhất chúng ta để anh chị hiểu rằng là gì. có hai thứ, thứ nhất là luật thuế má sau này như thế nào. cái thứ hai ấy là anh chị sẽ lên sở hữu những bất động sản nào giữ lâu dài. đúng không ạ? tôi nói ví dụ như tại sao người giàu họ bây giờ họ vẫn mua chung cư, tại vì các anh biết rằng là gì? là Việt Nam mình sẽ giống như Hàn Quốc hay giống như Nhật Bản, giống Trung Quốc thôi. chung cư sẽ ngày càng đắt. chẳng qua là bây giờ trong năm năm, mười năm tới có thể họ xây nhiều thôi nhưng về tương lai sẽ ít đi đúng không ạ Đó. rồi là những cái nhà biệt thự liền kề trong khu còn bao bây giờ chưa tăng thôi nhưng mà năm 10 năm 5 năm nữa 10 năm nữa 10 năm nữa khi mà các cái dự án phê duyệt càng ngày càng đắt đỏ hơn đúng không ạ rồi là người giàu nó tăng trưởng nhanh hơn đúng không ạ rồi là người ta bắt đầu nhận ra cái xu hướng là cần phải sống ở đâu để cho tốt nhất thì cái giá bọn sản tự tăng thôi nên là đôi khi có một số sản phẩm nó đi trước thời đại thì cần cái người có tầm nhìn còn chúng ta hiện nay là chúng ta chúng ta thấy rằng là hiện nay đa phần những cái nhà đầu tư ấy là trộm giật tức là gì là dựa trên cái thông tin mình biết nhưng mà người khác chưa biết đúng không ạ? thế không gọi là gì thông tin nó chưa minh bạch và đầu tư trộm giật bản thân tôi cũng như vậy thôi đó đúng không ạ? thế là gì là chúng ta dựa trên cái thông tin mà chưa được công bố rộng rãi đấy là bởi lỗi bởi chính quyền bởi lỗi của các cái nhà đầu tư đúng không ạ? bởi lỗi của các cái công trình xây dựng bởi lỗi của các cái khu đô thị vân vân thì bắt đầu là dựa trên những thông tin mà mập mờ đúng không ạ chưa rõ ràng hoặc là hiện nay thì có một cái mà rất là buồn cười là ai chúng ai và làm gì chúng ta ở trên bất động sản nhưng mà những cái người thực sự quan tâm bất động sản lại quá ít như tôi nói rằng là gì là người ta dành cả đời đi kiếm tiền nhưng mà việc mà quan tâm về bất động sản cuối cùng mua một cái nhà mấy chục tỷ hay mua một cái nhà mấy tỷ nhưng mà dành cái việc thời gian cho bất động sản nó quá ít rõ ràng là những cái người đi làm thuê làm công ăn lương hay đi làm chủ doanh nghiệp cũng đều trên các bất động sản hết nhưng mà dành cái thời gian cho bất động sản quan tâm bất động sản là quá ít dẫn đến rất nhiều người gọi là gì là bỏ lỡ cái cơ hội bỏ lỡ cái thời cơ bỏ lỡ cái tương lai với bất động sản đấy, bỏ lỡ cái việc mà mình có thể sử dụng một căn nhà tốt hơn đúng không ạ thì đấy là điều đáng tiếc anh chị biết rằng là uh, đây tôi chia sẻ một cái phần nữa để anh chị thấy rằng là những cái rủi ro pháp lý thì anh chị có thể vượt qua rất là đơn giản thôi thứ nhất là anh chị hôm qua sau khi mà chia sẻ một cái quy trình mua sản ở sinh ấy thì một cái người một cái bất động sản giao dịch ở sinh ấy nó gồm khoảng tầm mất khoảng 10 tuần đúng không ạ tức là không phải là hôm nay hôm nay mua mấy ngày sau chuyển chuyển nhượng ở đâu không bao giờ chuyện đấy đúng không ạ và khi họ mua cái bất động sản ở singapore thì đương nhiên là họ sẽ biết là cái chủ gốc là ai mua giá bao nhiêu trước đây bao nhiêu bây giờ bao nhiêu tại vì họ phải đóng thuế rất là chặt chẽ đúng không ạ Thế nên là cái thông tin của chủ và cái tranh chấp nó không có như ở Việt Nam. Các anh chị biết rằng là Việt Nam mình là gì là thậm chí ta mua đất sang tên sổ đỏ rồi nhưng chẳng may mà cái người đấy bị kiện tụng dân sự thì sao cái đất ấy vẫn không sang tên được. Chúng ta rõ ràng là ký hợp đồng công chứng rồi. Đấy, nhưng mà ra lộp một cửa thì lộp cửa báo là hiện nay cái nhà cái người này đang bị tranh chấp dân sự không sang tên được thì vẫn là rủi ro đấy, nhưng mà bên sinh thì không có chuyện đấy tất cả mọi thông tin người bán người mua À, thông tin người chủ sở hữu mảnh đất đấy mua năm nào đóng thuế bao nhiêu giá có bao nhiêu năm trước như thế nào giá có bây giờ ra sao đúng không ạ rồi là có tranh chấp kiện tụng thì hay không có mua bán được hay không có vay lợ được hay không thì đều rõ ràng nên là không có chuyện là rằng là mua mảnh đất xong không vay được hay là mua cái nhà này xong nó 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 không 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 đúng như mong muốn đúng không ạ không có chuyện đấy đúng không ạ hoặc là những cái người mà mua đất mua các cái nhà dự án hình thành trong tương lai các bạn biết rằng là vì bên Singapore hay là trước đây tôi sang Forest City ở bên Malaysia như vậy thôi tức là tất cả những người mua bao giờ cũng có luật sư đúng không ạ và tiền ấy tiền đặt cọc hay là tiền thanh toán đều chuyển qua cái ông luật sư đấy Đó, luật sư sẽ có một cái tài khoản riêng được nhà nước cấp đúng không ạ và cái ông luật sư không thể tiêu được đấy, tiêu là toang luôn và ông luật sư có trách nhiệm là gì là cái dự án này phải đến đúng chỗ đấy đúng cái tiến độ đấy thì phải đóng tiền tiếp còn không thì thôi đúng không ạ không đóng thì thôi Đó. và tất cả hai luật sư vỡ giữa người mua và cái người chủ tư làm việc với nhau nó rất là rõ ràng nó không có cái chuyện là gì là chúng ta thấy rằng là gì hiện nay chúng ta còn đang chuyển cá nhân cho nhau rồi bán nhiều giá để trốn thuế vân vân thì đấy chính là rủi ro đấy chính là mập mờ gian gian dư dư mập mờ đấy, nó vừa là cái cơ hội nhưng cũng vừa là những cái rủi ro của những người đầu tư bất sản đúng không ạ còn cái việc mà tôi thì thật sự là không thể hình tưởng tượng nổi là những cái người mà chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà không quan tâm bất sản tức là không quan tâm cái bất động sản giá nó như thế nào hay là cái bất động sản là ra làm sao hay là gì ạ là có sổ đỏ hay không mà đi mua thì đa phần những người đấy là thì chủ yếu quan tâm bất động sản liên quan về là vì lợi nhuận nên là họ gặp rủi ro là đáng trách là đúng thôi không có gì sai cả đúng không ạ không có gì phải thanh minh những cái việc đấy cả tại vì họ dành quá ít thời gian khi mà mua bất động sản họ lại quá tâm quá quan tâm về lợi nhuận không quan tâm về cái gì ạ gốc của bất động sản thì họ dành gặp rủi ro là đúng thôi không có gì sai cả hiện nay thì các anh chị đang là có một cái rủi ro rất lớn đó là rủi ro về quy hoạch và rất nhiều người lên trên mạng cứ hỏi tôi về quy hoạch thì tôi bao giờ cũng chỉ có một lời khuyên này thôi các anh chị biết rằng hiện là chúng ta có rất nhiều loại quy hoạch quy à, hoạch hiện nay thì một loạt các cái tỉnh vừa update mới đó là quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đúng không ạ thì đã công bố rất rõ ràng rồi rồi là quy hoạch các cái đường xá quy hoạch dự án Đấy, quy hoạch xây dựng đúng không ạ quy hoạch khu công nghiệp quy hoạch công viên quy hoạch nghĩa trang rất nhiều loại quy hoạch luôn à, thì tất tần tật này không ai có thể trả lời chính xác được đúng không ạ và thậm chí cái quy hoạch đấy có do nhà nước làm ra thì sau một thời gian cũng có thể điều chỉnh đó, thì đấy là rủi ro mà chúng ta không thể đường trước được bất cứ với người nào chúng ta chỉ có chính xác cái thông tin hiện tại nhất đó là chúng ta gặp các anh chị có muốn hỏi về gì về quy hoạch khi anh chị mua cái mảnh đất đấy thì tốt nhất các anh chị cứ mang ra một cửa ở phòng ở sở tài nguyên ở phòng tài chính đất ở phòng tài nguyên đất đai ở có cái huyện đấy là anh chị hỏi là rõ nhất đúng không ạ kiểm tra quy hoạch check xem cửa một cửa xem cái cái bất động sản có sang tên có gặp vấn đề gì không thì đấy là cái pháp lý tôi nghĩ rằng là, là chuẩn chỉ nhất còn cái hợp đồng đặt cọc thì tốt nhất là các anh chị nên tham khảo luật sư hoặc là phòng công chứng đúng không ạ à, thì đấy là cái rõ ràng nhất cái đấy là cái thứ hai cái một cái nữa đó là việc mà định giá rất nhiều người bị định giá bất động sản thì tốt nhất ấy là chúng ta lên à, cái phương pháp về định giá bất động sản nó đã chia sẻ rất là nhiều lần nhiều trên mạng rồi không khó à, nhưng mà các anh chị biết rằng là gì cách tốt nhất là chúng ta cắm ngân hàng à, chúng ta thuê ngân hàng chúng ta định, vay cái mảnh đất ngân hàng luôn Đúng không ạ tôi gặp rất nhiều người giàu kể cả những người hàng trăm hàng nghìn tỷ thì bao giờ họ mua bất động sản họ cũng vay ngân hàng luôn mặc dù họ có tiền gửi ngân hàng đúng không ạ họ mua một cái bất động sản hai ba chục tỷ là họ có cắm ngân hàng luôn họ cho ngân hàng làm việc luôn mặc dù là họ có tiền gửi ngân hàng các bạn nhé đúng không ạ thế là lúc nào cũng an toàn thế còn đa phần chúng ta thường ấy là chúng ta sẽ thả thì những người mà ít kinh nghiệm sợ ngân hàng hoặc là chúng ta chưa kinh nghiệm làm việc ngân hàng hoặc chúng ta chưa kinh nghiệm thì thường là chúng ta sẽ trả hết và rất nhiều người gặp phải vấn đề gì là chúng ta mua cái giá nó quá cao hoặc là kể cả như các bạn biết là chúng ta mua nhà chúng ta cần cái kiểm định về kiểm kê về kiểm định về cái tài sản bất sản thì chúng ta cũng thuê những đơn vị chuyên nghiệp để kiểm tra cái bất động sản này về móng về cấu kết cấu về lọ về trang đấy đúng không ạ thế còn tự chúng ta kiểm tra cũng được thôi nhưng mà thường các bạn biết rằng là thường là những cái người mua như chúng ta là không kinh nghiệm nên là đấy là những rủi ro chúng ta học phải thôi đúng không ạ thì đấy là những cái rủi ro mà chúng ta thấy rằng là gì là chúng ta rất là dễ chỉ cần bằng một là chỉ gọi là có nhiều khi là bằng một thêm một chút tiền đó, hoặc là bằng một cái công đi thôi Hỏi thôi thì chúng ta sẽ bớt rất nhiều cái rủi ro rồi Đúng không ạ? Ok, thì cái phần uh, chia sẻ của tôi Đến đây là tròn một tiếng đúng không ạ? Rất là cảm ơn ngay anh chị đã lắng nghe Đấy, thì uh, uh, Chúng ta cũng uh, không có nhiều thời gian Mọi người biết rằng là anh chị đi làm cả ngày mệt mỏi rồi Nên là chúng ta không hề có thời gian Đó, thì uh, cái phần chia sẻ của tôi Thì nó cũng khỏe chưa sâu Sâu lắm, thì rất là mong anh chị thông cảm bỏ qua nếu mà có gì nó chưa đúng thì rất là mong anh chị góp ý thì cái sau cái buổi này tôi sẽ up cái video lên trên group cho anh chị xem thêm và các anh chị có thể hỏi thêm sâu hơn nữa đúng không ạ à, anh chị có hỏi thì có anh chị có thể hỏi sâu thêm nữa và chúng ta sẽ cùng trả lời nếu mà gặp những vấn đề pháp lý tôi sẽ thêm tôi sẽ nhờ cái luật sư riêng của tôi để trả lời cho anh chị đó một cái buổi livestream riêng cho anh chị nếu anh chị có nhiều câu hỏi pháp lý còn về hợp đồng đặt cọc loại chai thì tôi nghĩ là nó không quá khó và nếu anh chị mà anh chị làm mà nhiều cái review tốt thì tôi sẽ chia sẻ một cái buổi nữa liên quan đến việc là lý do tăng giá bất động sản, tại sao chúng ta chọn để đầu tư. Đó, thì đấy là cái phần thứ hai, cái buổi thứ hai, đúng không ạ? Và nếu tiếp tục những cái buổi mà anh chị đã ủng hộ nhiều hơn nữa sau cái nếu mà anh chị có nhiều recommend các anh chị nhận xét tốt hơn nữa thì hàng tuần thì tôi có đều có những cái buổi livestream của những cái công sự của tôi chia sẻ tới anh chị những cái thị trường bất động sản để anh chị có thể hiểu rằng là gì là anh chị có thể hiểu bất động sản ở nhiều địa phương nhiều tỉnh để anh chị có lựa chọn quyết định đầu tư đúng đắn hơn các anh chị nhớ rằng ấy, là bất động sản không những là có nhiều loại hình bất động sản mà nó còn ở nhiều địa phương đúng không ạ Đấy, tỉnh a khác với tỉnh b hà nội khác với sài gòn quảng ninh thì khác với bình dương bình dương thì khác với đồng nai vân 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 thì tôi mong rằng là anh chị có một kiến thức tổng quan là chúng ta có một cái tầm nhìn là toàn quốc thậm chí là chúng ta lên có một cái tầm nhìn là toàn thế giới đúng không ạ hiện nay là rất nhiều người việt nam mình mua bất động sản ở các nước phát triển các anh chị biết rằng là Việt Nam mình là đất nước đứng thứ ba mua nhà tại Mỹ, thế nên là chúng ta cần có cái tầm nhìn nó vượt toàn quốc, à, tầm nhìn của Edmert là tầm nhìn đến sao hỏa rồi, đúng không ạ? Còn tầm nhìn của anh em chúng ta rất nhiều người bây giờ nhắc đến, ví dụ rất nhiều anh chị ở Hà Nội, rất nhiều anh chị ở Hồ Chí Minh nhắc đến bất động sản của ngược nhau là sợ nhau rồi, thì đấy tôi nghĩ rằng là không lên như vậy, nên là chúng ta lên có cái tầm nhìn toàn quốc à, để chúng ta so sánh vì hiện nay anh chị ngồi một chỗ anh chị cầm điện thoại thông minh là anh chị zoom được toàn quốc rồi, đúng không ạ? Nó không có xa xôi cho anh chị tưởng đâu ạ? nên anh chị cần mở rộng cái tầm nhìn ra, tầm nhìn về bất động sản, tầm nhìn về sản phẩm động sản, tầm nhìn các loại hình đầu tư, tầm nhìn về cơ hội đầu tư ở toàn quốc. Cái thứ hai là chúng ta tầm nhìn ở các nước mà gần chúng ta nhất như Hàn, Nhật, Hàn, Singapore để anh chị thấy rằng là gì trong tương lai gần thôi là 5 năm nữa, 10 năm nữa những bất động sản nào sẽ có giá trị. Và một lần nữa rất là cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ và theo dõi tôi. Có vấn đề gì nó chưa đúng hay còn thiếu sót rất mong anh chị bỏ qua. À, mong nhận được nhiều cái review của anh chị review uh, recommend của anh chị trên nhóm để chúng ta có những buổi tiếp theo. là mọi người trong uh, lần sau nhé